Ok, hello tất cả các bạn nha. Video này chúng ta lại chính tiếp tục với game ADK của mình nhé bạn. Nãy giờ nghiên cứu á, nãy giờ mình dành thời gian ra nghiên cứu á, thì mình đã phát hiện ra một số mấy cái chân lý mới các bạn, mấy cái công thức chế tạo mấy con khủng long á. Đây, cho các bạn xem này. Ở trong cái bản game này của mình á, có mấy cái con kiểu mà chúng ta có thể là chế tạo rồi xong rồi summon nó ra được á. Ở đây là điển hình một con các bạn, cái con Para Alpha Bertero nè, summon poison. Mình thấy có chữ poison nè các bạn. Có thể là đây là một cái con bờ te hơi độc á. Rồi, chế tạo nó ra xong rồi sử dụng cái con này để quánh mấy cái con thú kia các bạn. Nó lên turbo thì chúng ta khỏi cần chế tạo mấy súng. Các bạn thấy gì được không? Mình thấy công thức chế tạo nó cũng khá là dễ á. Cần mấy cái miếng thịt cơ mà. 50 cái miếng thịt nướng các bạn, rồi 50 miếng thịt đùi, rồi cái thịt infected á, với lại mấy cái thịt thối infected đó. Nói chung là công thức chế tạo rất là dễ các bạn. Với lại nghiên cứu nãy giờ mình thấy ở trong cái bàn Paranoid Workbench này nè, có rất là nhiều cái công thức để mà chế tạo mấy con thú á. Nào, ví dụ như ở đây là cái con Alpha Cano nữa các bạn. Rồi có Chike nữa nè. Rồi ở đây có cái con gì vậy? Flacio các bạn. Flacio là con gì mình cũng không biết luôn. Hình như là cái con này là Flacy, là hình như là cái con khủng long ở dưới nước hay sao á. Rồi, ở đây có cái con Alpha Riffin nữa nè các bạn. Cặn trứng của Raptor á, với lại mấy cái miếng thịt, rồi chân chim các kiểu đồ. Thấy cũng được á, chế tạo được. Rồi có cái con khủng long ở dưới này đó các bạn, Alpha Red nữa nè. Rồi, có lẽ nào đây là chân lý các bạn. Làm luôn nha, diễn tiếp luôn. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu cái công thức để mà chế á. Làm mấy cái nguyên liệu. Đây, chúng ta có thịt nè các bạn. Có thịt nha. Rồi, quan trọng là mấy cái thịt cừu này là mình phải nướng lên luôn á. Đấy, bỏ mấy thịt cừu vô nướng luôn. Giờ mới làm xong việc là tranh thủ bay vô làm clip cho bạn xem á. Video này mình up chắc hơi chở với bạn. Do sáng giờ mình hơi nhiều việc. Còn cái trái tim infected. Cái trái tim này là hồi bữa là mình giết mấy con kia nó có nữa bạn nè. Được một quả nè. Rồi, kiểm tra bạn bên đây. Ui, cái này là Epic các bạn. Trái tim Epic. Còn đây là Volcanic. Hơi khó chịu quá. Còn cái này là linh hồn của Volcanic đó. Thì vậy là chúng ta thiếu một cái trái tim Infected. Một lát nữa mình sẽ chạy đi farm á. Đây. Rồi còn thiếu một trái tim các bạn, với lại 50 cái miếng thịt. Mình nghĩ cái đó là thịt thối quá. Thối infected đó. Nào nó đây nè. Rồi chúng ta cần thịt thối với lại mấy cái Rosy Berry. Nghiên cứu nãy giờ luôn các bạn. Mới tìm ra được chân lý. Tại vì mấy cái mod này nói chung là các bạn muốn chơi được á là phải tìm hiểu trước á. Phải bỏ cái thời gian ra ngồi nghiên cứu á mới biết được mấy cái công thức. Rồi, quan trọng là thịt thối. Có thịt thối luôn nha các bạn, ngon luôn. Rồi chúng ta chế được nè. Nghĩ chắc là thiếu nạc cổ tích quá. Đây có nè, thối bên đây cũng có đó nè. Rồi, farm thêm một ít Knuckle Berry á. Thôi toàn luôn. Mấy con thú của mình trước đó là kiểu mà bị cái con gồng nó giết hết đó bạn. Bây giờ không còn thú để mà farm mấy cái Knuckle Berry luôn rồi. Rồi, sử dụng cái cúp này farm vẫn có Knuckle Berry nhưng mà hơi ít đó bạn, hơi ít. Rồi, để một lát nữa mình đi bắt vài cái con thú mới á. Về cho nó farm mấy cái trái cây á. Coi rồi có công thức nào kiểu mà chế tạo ra Knuckle Berry không? Không có rồi.
còn thiếu mấy trái berry này. Ok. Wow, đủ luôn nha bạn. Rồi, bây giờ còn thiếu mấy cái infected hết á. Trái tim của mấy cái con infected. Giờ mình sẽ tập trung đi kiếm trái tim các bạn để chế tạo con này trước á. Ở đây là có cái con chicken nữa nè. Rồi, chicken. Còn ở đây mình có mấy loại trứng các bạn, có trứng con red luôn nè. Rồi, có thể là chế tạo được một cái con chica á. Con chica này nghĩa là có thể là sử dụng để farm trái cây được á. Nhưng mà ưu tiên là chế tạo cái con Pteranodon trước. Rồi, tạm thời gì đi ha. Giờ mình sẽ lên đường đi kiếm cái trái tim infected đó bạn. Thực ra cái trái tim infected đó mình cũng không biết chiếc con nào bữa nữa. Hình như là chiếc mấy cái con thú lạ lạ đó. Nó sẽ cho mình cái trái tim infected đó. Đây, qua đây. Ui. Trời, trong bản game mình nó spawn ra cái con vậy đó bạn, 4G-man gì đó, 4G-man gì đó. Phải chưởng vô. Con ếch bà. Đó, Foxy chứ, con này là Foxy đúng không anh? Foxy Man. 4 triệu máu. À, rồi ngon các bạn ơi. Mấy cái Knuckle Berry á thì nói chung khỏi cần bắt mấy con thú farm cỏ luôn. Farm trái cây luôn mà sử dụng cây búa này nè các bạn. Cái cây búa noble này của mình nè. Chặt vô xác mấy cái con kiểu mà mấy xác chết của mấy con khủng long á. Và chúng ta sẽ có Knuckle Berry luôn. Trời ơi game bao ảo. Nhưng mà nhờ vậy cũng được các bạn. Farm được Knuckle Berry, giải quyết được bài toán Knuckle Berry rồi. Ôi, ở đây là trứng của mấy con Paranoid á. Trời ơi trứng nó nhóc hết trơn luôn đó các bạn. Thôi trứng infected nè. Đấy, nói chung gặp rồi mình sẽ nhặt hết á. Bây giờ chúng ta sử dụng lòng nguyên liệu á, chế mấy cái đồ mới. Cái con Foxy đó, hiện tại giờ chưa đụng được nó các bạn, mới level 25 thôi mà đó, đã 4 triệu máu rồi. Đây, mình nghĩ là giết mấy con này là sẽ có được cái trái tim bài các bạn. Đợi mình tí nha. Mấy cái tiếng nhạc mà các bạn nghe nhỏ gì không? Mấy tiếng nhạc đó là gì mà mình up lên YouTube chẳng bị bản quyền. Poison đó bạn. Hãy Paranoid á. 2 triệu gửi Turbo. Bỏ đi, bỏ mấy con đó thì mình giết kiếm mà tìm mấy con khác á.
Đây 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 đây, hình như là giết cái con này có được cái trái tim infected đó bạn. Ok. Cái boomerang này kiểu mà khó chịu quá. Hiện tại giờ mình chưa nghiên cứu được cái món vũ khí mới các bạn. Có món vũ khí nào khác thay thế boomerang này? Đế quá. Đây xuống hạ bệ đó luôn. Uầy, không có rồi các bạn ơi. Chết rồi, không có cái trái tim infected luôn rồi. Coi hồi nãy ở trong cái phần endgame nãy bạn có một cái cây chọt này đó nè. Cái cây chọt xỉu á. Nên mình chế tạo thế này cần Naco Berry. Bỏ hết ra nhà đi nha. Chế thử cái cây chọt này thử coi nó xịn đúng không? Thấy cái cây này kiểu mà chế tạo nó đơn giản quá. Chấp thu bò lên không nhiều. Mà kệ cứ chế thử các bạn. Ui trời, nó sử dụng cái con này bay chậm quá. Để chế cho nó một cái Dino Chucker. Cần biết có gì mình loại cho nó dễ. Ôi, cái miếng thịt này nó rất là nhanh hư nha các bạn. Let's see my bike.
ơi, ở trong cái bàn Farigator mình ngon giờ. Có một trái tim ở trong cái bàn Farigator nữa bạn. Trời ơi, nãy giờ vậy mà mình không vô cái bàn đó mình kiểm tra á. Ngon. Wow, chế tạo được luôn các bạn. Rồi rồi rồi, ngon ngon ngon. Hy vọng là cái con này kiểu mà cái đam của nó xịn các bạn, để mình dễ á. Còn cái đam nó yếu là bó tay luôn á. Ui, cái màu đẹp dữ vậy. Level 750 nha các bạn. Level 750. Máu của nó là 45.000 á. Còn cái turbo 82.000. Nói chung thì cũng được các bạn. Rồi, quan trọng là con này có thể là tăng được cái phần speed nữa bạn. Tăng được phần tốc độ. Trời ơi, vô mánh luôn. Hên á. Không thôi là kiểu mà mình phải đi kiếm cái trái tim infected đó bạn. Nói chung thì đi giết mấy con thú là nó sẽ ra á. Nhưng mà ở đâu ở trong cái bàn nó có luôn, ngon vậy. Rồi, quan trọng là tăng tốc độ bay, tốc độ di chuyển rồi được. Bên này các bạn nhìn cái màu của con beta alpha này nhìn xịn á. Nó giống như là mấy cái con rồng đờ anh nào hồi trước của mình đó, mà để cái skin nhớ bạn. Nhìn xịn. 750 cấp vậy trời. Rồi để coi cái con chi ke. Con chi ke thì còn thiếu thịt đó. Với lại cái phần tướng. Tra cái con tay là thử nó có cái yên không. Phantom. Ui, ở đây có cái hệ Phantom nữa bạn. Phantom bờ tay nè. Nhưng mà mấy con Phantom nó hung dữ như sao tay được ta. Có chế tạo yên được luôn các bạn. Chế tạo yên được luôn rồi. Nhưng mà nó cần mấy cái Noble Leader. Leader. Mấy cái gian Noble nó kiếm đâu thôi. Đó các bạn thấy không, cần mấy cái da mà noble á, chăm da đó, chắc là giết mấy cái con thú ở trong cái mod đó nghĩa là sẽ farm được cái da đó. Rồi thôi chắc đi luôn nhé bạn. Đi non chắc mấy simulator bay, mình đang đợi cái mà chế tạo mấy cái simulator bay á. Không uổng công nãy giờ nghiên cứu. Tạm thời thì từ từ hết giờ nhà qua khu khác các bạn. Lúc đầu mình dự định là về nhà qua khu khác luôn á, nhưng mà nãy giờ được nghiên cứu á là thấy chứ mà mình cũng chưa có gì á, nên là chưa biết ở đâu nữa. Thế là tạm thời đứng như này á. Giờ mình sẽ cạp thử thằng này thử các bạn. Hy vọng là đam to các bạn. Wow, 600 mấy. Ổn các bạn ơi, ổn 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 ổn. Ui trời ơi các bạn xem. Cái phần kiểu mà tăng cái tốc độ di chuyển đó. Wow. Wow. Đi mây về gió luôn các bạn ơi, quá dữ. Im rồi, im rồi, im rồi. À, con vi văn, con một cái con gồng vi văn lửa đó bạn. Ôi 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 ôi, nổi con ta, nổi con ta. Sấy một cái là được. Ây da, ủa gì hả má, vừa mới ngóc đầu lên luôn bạn. Trời ơi, là chọn thấy con đó. Trời ơi, mẹ bế tắc nữa rồi các bạn ơi. Mới vừa mới ngóc đầu lên. Cái con gọng có máu của một K6 thôi. Làm gì em quánh mình cá chết luôn vậy trời.
Trong khi đó cái con bờ te mình nó tới 45 45.000 máu các bạn. Bể tắt nữa rồi. Bà nó chứ. Game muốn chuyển thời hết biết các bạn. Như một lần nghịch ngu mà. Đúng là các bạn nhiều cái không lường trước được cái bản game AGK luôn á. Muốn khóc thật sự luôn. Mấy con gồng, các bạn xem kỹ lên đi. Có một cả 6 máu thôi. Mình phóng vài phát là nó chết rồi đúng không? Ai biết quăng một phát một chín luôn. Phải nồi thật sự. Trời ơi, nó khổ thằng. Mày khổ cái thằng già. Đau lòng thật sự luôn các bạn. Thấy gì chứ tôi đau lòng lắm luôn á. Mới gian vét được cái con bờ té. Dài vậy. Con này chế trong cái bàn nào vậy? Chế trong cái bàn này. Thôi kệ để bạn rút kinh nghiệm ra, lần sau đừng có đụng mấy con gồng các bạn. Trời ơi, vừa mới le lối lên luôn á, không hiểu luôn. Chỉ là các bạn xem cái bộ giáp mình là mỗi một bộ giáp gì là 1.200. Đúng chưa? 1.200 giáp các bạn, tính ra 6-7.000 giáp chứ ít đâu. Nó muốn chết là nó chết rồi, không hiểu nói. Đúng là không khá hơn được các bạn. Game rú gì không cho mình khá luôn. Mình cứ tình kiểu mà mình dự định là sẽ giết cái con gồng đó là lên mấy chục cấp. Rồi xong rồi chúng ta tăng cấp độ di chuyển đi kiếm thú. Ai về mới tắt nữa đầu vừa mới kịp. Nếu mà ngóc đầu lên luôn á. Lao thật sự. Rồi, test thử cái cây xiên này các bạn. Ui. Trời, mấy cây chọt này im chứ không? Tôi mò lên được có 90 các bạn. Trời, rồi giờ sao ta? Vừa mới thấy kha khá lên được tí. Ôi. Ôi, không sao nha bạn, ở đây có mấy con infected nè. À, chúng ta có thể là giết được mấy con infected này các bạn. Đó, có được trái tim infected. Ôi ôi, dễ dễ, game dễ. Không thôi là mình đang kiếm mà nãy ra cái ý định là khôi phục bản game lại các bạn. Khôi phục cái bản xem lại. Là tôi đang nãy ra cái suy nghĩ đó luôn, chật le lối nhưng mà thôi. Chơi game không có khôi phục các bạn. Chọn có ăn gì không? Khôi phục hoài, mắc chắc hết đúng không? Trời ơi, trời quán gì mà hụt kìa. Đấy, có được trái tim infected nha. Trời ơi, không thôi là mình có được cái con chica luôn các bạn. Thôi nhưng mà không sao, mình cảm giác là mấy con infected này dễ kiếm lắm rồi. Chỉ cần tiêu diệt mấy cái con Parasaurus là có. À, infected nữa nè. Rồi, có luôn con chica mấy ông ơi. Mấy con này thì nhóc. Đúng chưa, mấy cái con này hồi bữa là mình đi dọc dọc ở trên cái đảo này của mình sống là nhóc ở trên luôn á. Rồi trứng infected nhóc vô luôn nè. Rồi còn Meralodon. Bay hút luôn vậy phải. Hả? Ngô la quăng gì không? Ủa? Phải chữ. Không hiểu luôn. Càng phải ảo gì không? Quên chặt cái xác con này. Một đống keratin nữa các bạn. Thịt nè, các kiểu luôn. Rồi, mình nghĩ quay dài nha. Quay dài mấy ông ơi. Đau khổ quá, giờ lại xuống đây.
Thôi là mình có luôn cái con Chica luôn rồi đó. Cầm mấy cái thịt thôi. Thôi cầm mấy cái Rosy Berry á. Goosey, Goosey Berry, cái trái xanh xanh. Rồi, chơi game kiểu mà cứ từ từ vậy bạn. Mình thấy chơi cuốn quá chứ. Từ từ đi, mình sẽ hạ bại hết mấy kia luôn. Căng hết. Bẻ cổ mấy thằng đi kia hết. Đừng có để mình mạnh lên nha bạn. Mạnh lên là nát game á. Sao kiểu mà ra cứ test cái con nào phát một là chết ngang vậy đó, chết bắt đắc kỳ tử vậy đó mới được. Thì để mình vào lên nó thiệt á. Càng quét hết thế giới luôn. Dạ, hết sức dạ. Rồi, chế được cái con Alpha Red này là hơi bị ngon luôn các bạn. Thấy chưa? Cái nạc này tích. Hết đủ thứ rồi. Còn hết. Mình ghét đập vô cái cục Obsidian đó. Đập vô cái cục Obsidian đó, nó. Không im gì hết. Để các bạn xem đập vô cục Metal nó ra Obsidian một đống luôn. Đấy, mà đập vô cục Obsidian thì nó không ra Metal, không ra Nickel. Cái bãi metal ở đây là thấy sắp to rồi, sắp hết luôn. Bữa giờ mình farm là thấy muốn hết cái núi luôn. Rồi, đập thêm cục này nữa về được. Wow, các bạn xem để vô cái bàn này nó chới ra bạn. Thôi, ôi, nhanh phải chứ. Ở trong cái bàn này có thể là chế được mấy cái lọ kinh nghiệm luôn nha các bạn. Chica thì còn thiếu một trái tim nữa. Đấy. Tầng thứ hai nhé bạn. Tầng này mà to nữa thôi xong luôn. Là chỉ còn thiếu thịt chín với lại thịt đùi thôi. Thôi.
cái con này phải nói tăng cái tốc độ di chuyển cái thấy nó phê các bạn ơi. Rồi cái khu này nếu mà có cái con cóc cái con Fox Freeman nó thấy nguy hiểm quá. Thôi hôm qua. Để qua đây mình sẽ sấy mấy cái con infected para thôi. Para. Rồi, 2.500 nha các bạn. Rồi, chăn lý của mình đời mình ở đây rồi. Các bạn nào mà đồng hành với mình mà bữa giờ đúng không? Tới cái giai đoạn này mới thấy tôi khỏe đúng không? Để mình kiếm thêm một con in. Giờ mình cặp thường đó là 1.000 mấy các bạn. Rồi tốc độ di chuyển thì tầm 3.350 là được. Quá nhanh. Thấy tốc độ này là đi mây về gió nữa bạn. Hai infected đây. Ngon ghê. Yeah, giết mấy con này rồi có được bình kinh nghiệm luôn nhé các bạn. Rồi, ok. Rồi, rồi giết mấy con này nó cho mình mấy cái bình kinh nghiệm. Ui, mấy cái bôi sạch nè, mấy cái hũ bôi sạch nè các bạn. Gì vậy? Mới lấy mấy cái thịt của mình. Chim chó này. Hình như là nó làm hết mắt hết mình 50 mấy miếng thịt infected nữa các bạn. Con chim mắt dài. Rồi chỗ đi. Ui. Ui mấy cái phần điểm tăng ảo quá các bạn ơi. Tăng cái tốc độ di chuyển không ảo nữa. Sao mà cái mod này sao thú tăng ảo như ta. Ui 3.800 rồi. Cậy được các bạn. Nói chung là chỉ số là bằng đỉnh không luôn á. Nhưng mà cái mod này tăng ảo á. Bên đây con gọng này có K3 máu nè các bạn. Này K5 máu á. Thôi gọng nó gọng chó các bạn ơi. Thôi bỏ đi. Quánh nó bị phản đam hay sao. Quá nhanh rồi. Quá xịt rồi. Ở đây có một cái con. À cái con này là cái con cá ngựa của mình. Epic coi Epic. Thấy hệ Epic này là nó im hơn cái hệ Infected nha bạn. Mạnh hơn. Đấy, nói chung là tôi sẽ giết luôn. À, Epic Letter như vậy là cần mấy cái này nè các bạn, mấy cái letter, mấy cái da nào là sẽ giết mấy con thú á. Có tiếng nhạc, có tiếng nhạc. Infected. Mấy cái tiếng nhạc này chịu khó tí nha các bạn, mấy cái tiếng nhạc đó là nó bản quyền nặng lắm á. Wow. Như vậy là khỏi cần chế mấy cái thịt infected các bạn. Giết mấy cái con infected là chúng ta sẽ có được cái thịt đó. Thì ghét với chúng tôi. Vậy.
Quá đã, game quá đã. Có trái tim, có da. Ồ, có cái test gì nữa nè bạn ơi. Cái này nên như là mấy cái quả lựu đạn hay sao á. Bơm. Mình đang cho mình test thử không? Chica. Đây, cái thịt infected. Cái hình chính ở trong người mình cũng có luôn các bạn. Yeah. Rồi, có một em chica. Rồi, tạm thời cái thịt này thì mình sẽ bỏ vô đây. Ok luôn. Chica. Wow. Ui, 750 cấp các bạn, xịn. Cái điều quan trọng là con này mà farm được trái cây xịn rất là ngon các bạn. Ngon mấy em ơi, farm gì là nhiều lắm luôn á. Đấy các bạn thấy chưa nè. Ra về gặp vài cái nên là một đống luôn. Trời ơi, cái quan trọng là tốc độ di chuyển nữa các bạn. Cha mà ơi. Có thú kiểu mà farm đồ các bạn. Đấy. Xịn sò chưa. Con này mình tăng lên 1000 mã lực các bạn. Ui cha mà ơi. Giờ có lên là mình sẽ đổi vị trí các bạn. Tôi không ở đây đâu, ở đây nguy hiểm quá. Làm sao mình sẽ về chỗ khác quá. Con này mà lên 1000 mã lực thì hơi bị dữ. Để coi con này đề ba được không bạn. Đang ơi, con này đề ba được luôn. À, chi ra mà, đúng không? Chạy. Ui, lì xít. Các bạn sẽ chạy hoài luôn nào. Ui, con này. Con này kiếm mà thể lực nó chạy hoài luôn á. Ôi. Mình tăng lên với 1000 mã lực xong chạy khắp cái bản đồ nữa các bạn. Để thật sự nha. Rồi, đề ba nhẹ đã tới nhà nha các bạn. Còn ngay. Tập khá lên liền. Cái metal mà nó. Nên coi coi hình như là có chế mấy cái con kiểu mà anh kilo rồi đó các bạn. Đây nè. Như là mình thấy là chơi có chế được cái con Ankylo gì nữa. Ơi đây là con Sako nữa bạn, cá sấu nè. Đây này là con Ankylo nữa bạn. Mình chế được cái con Ankylo này một phát. Cận chiến Ankylo á. Đem qua bên kia đập metal các bạn nghĩ rồi sao? Tới công chuyện luôn đó mấy ông. Nhưng mà thôi các bạn. Video này thì mình dừng ở đây nha. Mới về tới chưa cơm nước gì hết, cơm nước xong rồi chiến tiếp với bạn. Mai bắt đầu mình làm clip đều đều lại cho các bạn xem nha. Bữa giờ hơi bận việc và thấy lời ra video kiểu mà nó hơi chậm trễ các bạn. Sorry các bạn nha. Để sắp xếp thời gian mình nghĩ là hết tháng này á, hết tháng 3 này là kiểu mà công việc mình đích lại á. Đó mình ra clip đều đặn cho mấy ông coi. Nhưng mà bạn nghe mình chơi đúng cuốn luôn á. Đã thật sự, nói chung chưa muốn nghỉ nữa nhưng mà đói quá. Thôi đây đây, bạn nào thích thì nhớ cho mình một lượt like các bạn. Nhớ đăng ký kênh để mà đón xem những cái tập mới các bạn. Trên cái kênh ghép like của mình nha. Rồi, có được hai con này là mình thấy giàu lắm rồi đó mọi người. Xịn sò luôn. Rồi, gạt cơm nước thì nữa mình chiến tiếp. Đó là khu này của mình là bắt đầu là đó thấy không các bạn thấy chưa. T-Rex được nó xuất hiện nữa. Thôi, mình sợ chỉ sợ là kiếm mà tới công chuyện đó. Thế mình kiếm cái chỗ nào an toàn để sống á. Cái chỗ này